Chúc mừng năm mới, nhân dịp xuân về, Bình Trương, đại diện văn phòng luật sư Nogales, chuyên về tai nạn xe cộ và các tai nạn gây ra thương tích, xin kính chúc đồng hương và các thân chủ một mùa xuân Nhâm Dần dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài và vạn sự như ý. Bình Trương xin chân thành cảm ơn quý đồng hương và các thân chủ đã ủng hộ Bình Trương và văn phòng trong bao năm qua. Một lần nữa, Bình Trương xin kính chúc đồng hương và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng. Xin chúc mừng năm mới.